Xin chào các bạn quay trở lại với kênh phân tích tài chính cùng với tôi Lưu Mạnh Thắng, giám đốc tài chính kế toán trưởng. Có cần những cái phẩm chất gì hay không, hay chỉ cần giỏi về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán là có thể trở thành một CEO, trở thành một CFO, một kế toán trưởng thành công? Trong thời gian gần đây tôi nhận được rất là nhiều các câu hỏi của các bạn học viên cũng như các độc giả xem kênh của tôi trên YouTube cũng như trên fanpage, hỏi rằng để trở thành giám đốc tài chính, để trở thành kế toán trưởng thì chúng ta cần phải có những cái phẩm chất gì, tức là cái cá nhân con người chúng ta cần phải có những cái phẩm chất gì để chúng ta làm tốt cái công việc này. Đây là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng rất là chính đáng, một cái câu hỏi mà bất kỳ một ai khi làm cái công việc tài chính kế toán, đặc biệt là mình hướng đến cái vị trí giám đốc tài chính kế toán trưởng thì đều mong muốn mình đạt được cái vị trí đó. Và để đạt được cái vị trí đó thì mình cần phải có những cái phẩm chất đủ để mình có thể đảm đương được cái vị trí đó, đảm đương được cái công việc tại cái vị trí đó. Còn những người đang là giám đốc tài chính kế toán trưởng nhưng mới làm những cái công việc này trong một thời gian ngắn thì những cái phẩm chất có thể chưa đầy đủ, bởi vậy cũng cần muốn hoàn thiện những cái phẩm chất của mình để giúp cho chúng ta sớm đạt được cái thành công cá nhân của chúng ta cũng như cái thành công của tổ chức, của cái doanh nghiệp mà chúng ta đang gắn bó, chúng ta đang làm việc, chúng ta đang cống hiến. Tại cái video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn có một số các cái phẩm chất sau đây. Cái phẩm chất nó sẽ đi cùng với cái công việc chúng ta cần phải giải quyết, và tương ứng với một cái công việc đó thì chúng ta sẽ cần có những cái phẩm chất có liên quan. Và cái điều này là cái điều chúng ta cần phải có, chúng ta cần phải rèn luyện, chúng ta cần phải học tập thì nó mới có được những cái phẩm chất này. Nhưng trước khi chúng ta học tập, chúng ta rèn luyện thì chúng ta cần phải biết được là vậy thì cụ thể cái phẩm chất đó là gì, để chúng ta có kế hoạch chúng ta học tập, để chúng ta có kế hoạch chúng ta rèn luyện, chúng ta phấn đấu để chúng ta có thể có được những phẩm chất đó. Và trên con đường đi đến cái thành công của chúng ta thì không thể thiếu được cái việc học tập và rèn luyện để giúp chúng ta có được những cái phẩm chất mà chúng ta mong muốn. Trước hết tôi xin chia sẻ với các bạn có 3 công việc phải làm mà một người kế toán trưởng doanh nghiệp cần phải làm. Nếu như bạn đang làm kế toán trưởng hoặc mong muốn trở thành kế toán trưởng thì sau đây là những công việc mà bạn cần phải làm, bạn cần phải giải quyết trong cái doanh nghiệp của bạn, trong cái công việc hàng ngày mà các bạn cần phải làm. Đó là công việc về ghi nhận. Công việc thứ hai đó là công việc so xét cái con số mà chúng ta đã ghi nhận. Và cái công việc cuối cùng đó là chúng ta lên các cái báo cáo tài chính, các cái báo cáo quản trị có liên quan đến cái công việc mà chúng ta đang làm. Đó là cái công việc tài chính kế toán với vai trò là kế toán trưởng. Nếu cái công việc kế toán trưởng của bạn nó chỉ gói gọn ở trong cái vai trò vị trí của kế toán trưởng thì đó là 3 công việc kế toán trưởng cần phải làm. Nếu doanh nghiệp có thêm một giám đốc tài chính, một CFO, hoặc không có giám đốc tài chính, không có CFO nhưng kế toán trưởng kiêm nhiệm thêm cái công việc này thì sẽ có 3 công việc sau đây mà một giám đốc tài chính, một CFO bắt buộc cần phải làm, cần phải xử lý. Đó là quản trị tài sản của doanh nghiệp. Quản trị tài sản đó là quản trị dòng tiền, quản trị hàng tồn kho, quản trị các cái khoản công nợ phải thu. Đó là quản trị tài sản. Quản trị dòng tiền, quản trị các cái khoản phải thu, quản trị nguồn khấu hao của doanh nghiệp, quản trị hàng tồn kho, đó là những cái danh mục, đó là những cái công việc cần phải làm của một giám đốc tài chính. Ngoài ra thì cần phải quản trị được cái nguồn vốn của doanh nghiệp. Thế thì đối với mỗi doanh nghiệp thì sẽ có các cái nguồn vốn ngắn hạn, nguồn vốn dài hạn, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn, cùng với đó là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Và tương ứng với mỗi cái nguồn vốn này thì chúng ta cũng cần phải thực hiện cái việc quản trị cái nguồn vốn của doanh nghiệp. Và cuối cùng đó là quản trị cái sự tăng trưởng, đó là khi doanh nghiệp có cái chiến lược về tăng trưởng trong kỳ tương lai thì chúng ta cần phải có các cái giải pháp để chúng ta quản trị cho cái sự tăng trưởng đó, tức là làm sao để chúng ta đạt được cái sự tăng trưởng mà vẫn đạt được cái sự an toàn về mặt tài chính. Thì bản chất đó là quản trị về sự tăng trưởng. Và chúng ta giải quyết với một vai trò giám đốc tài chính thì giải quyết 3 cái công việc như tôi đã chia sẻ.
Vậy thì để giải quyết được những cái công việc đó thì chúng ta cần phải có những cái phẩm chất gì? Nếu chúng ta không có được những phẩm chất đó thì chúng ta khó mà có thể đạt đường được và hoàn thiện được cái công việc đó, bởi vì nó không chỉ là công việc chuyên môn mà nó còn đòi hỏi chúng ta cần phải giải quyết các công việc khác ngoài cái lĩnh vực chuyên môn tài chính kế toán của chúng ta ra. Tức là để giải quyết được ba cái công việc của một kế toán trưởng thì chúng ta cần phải có các phẩm chất sau, đó là cái tính trung thực, cái tính chính xác trong việc ghi nhận, trong việc phản ánh các số liệu mà chúng ta ghi chép hàng ngày. Cái thứ hai đó là cái tính nhất quán, cái tính tuân thủ, đó là khi chúng ta soát xét thì chúng ta cần phải có cái sự nhất quán, cần phải có cái sự tuân thủ trong cái hoạt động ghi chép của chúng ta. Đó là những công việc liên quan đến việc soát xét, liên quan đến việc ghi nhận. Và cuối cùng là chúng ta cần phải xử lý các báo cáo của chúng ta một cách kịp thời, một cách chính xác. Đó là những cái phẩm chất mà chúng ta cần phải có. Ngoài ra chúng ta cần phải học tập và nâng cao cái kỹ năng nghề nghiệp cũng như cái lĩnh vực chuyên môn, phát triển cái kỹ năng của chúng ta, phát triển kiến thức chuyên môn và phát triển cái bản thân của chúng ta. Đó là những cái phẩm chất của một kế toán trưởng. Nếu chúng ta giải quyết những cái công việc của một giám đốc tài chính hoặc người kế toán trưởng kiêm nhiệm thêm cái công việc, cái chức năng của một giám đốc tài chính thì chúng ta cần phải có cái kỹ năng sau đây. Đó là có cái phẩm chất sau đây, đó là chúng ta cần có tư duy của một người làm kinh doanh. Bởi vì nếu như chúng ta không có cái tư duy của một người làm kinh doanh thì chúng ta không thể nào mà có thể quản trị được nguồn vốn, không thể nào có thể quản trị được dòng tiền, không thể nào quản trị được tài sản của chúng ta. Bởi vì tài sản của chúng ta muốn tạo ra được dòng tiền thì chúng ta cần phải có vào đó các chiến lược kinh doanh, và đó là cái tư duy mà một người làm kinh doanh cần phải có nếu như bạn làm kế toán trưởng kiêm giám đốc tài chính hoặc bạn đang là giám đốc tài chính. Cái tư duy thứ hai, cái vấn đề thứ hai đối với một giám đốc tài chính, phẩm chất thứ hai đó là cái sự tập trung vào giá trị cho khách hàng. Tức là trong cái quá trình mà bạn giải quyết công việc thì bạn cần phải tập trung vào cái giá trị cho cái người khách hàng của mình, tức là khách hàng họ phải nhận được cái giá trị gì từ cái công việc của mình. Đó là cái phẩm chất thứ hai của một giám đốc tài chính. Cái phẩm chất thứ ba là bạn phải xây dựng được các mối quan hệ tốt với các cái đối tác, với các cái khách hàng của chúng ta và với một giám đốc của chúng ta, với vai trò là một đối tác kinh doanh, vai trò là một đối tác chiến lược của giám đốc chúng ta. Đó là chúng ta cần xây dựng được một mối quan hệ tốt với tất cả các cái mối quan hệ của chúng ta có, là chúng ta phải xây dựng được mối quan hệ tốt. Và cái phẩm chất cuối cùng đó là chúng ta cần phải thích ứng với cái sự thay đổi của môi trường, của cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đảm đương được cái vai trò là một giám đốc tài chính, một kế toán trưởng của doanh nghiệp. Thì trên đây là những cái chia sẻ của tôi về những cái phẩm chất mà một giám đốc tài chính, một kế toán trưởng cần phải có trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, trong cái vai trò, trong cái vị trí mà mình đảm nhiệm. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.